để làm, để mục đích để làm gì, để chúng ta đáp ứng những cái mong đợi của khách hàng, thì rõ ràng rằng là không chỉ cái việc là chúng ta hiểu khách hàng họ mong muốn cái điều gì, mà quan trọng hơn đấy là chúng ta phải hành động để làm sao đó chúng dựa một hành động một cách có kiến thức, hành động một cách có chuyên môn để chúng ta có thể đáp ứng được cho những cái mong đợi của khách hàng. Và để làm những cái việc này thì nó đòi hỏi chúng ta, nó sẽ liên quan đến một mà ba cái chương tiếp theo, đó là chương 8, chương 9 và chương 10, và liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ thiết kế một cách có sáng tạo các cái dịch vụ, chúng ta sẽ cải tiến các cái dịch vụ dựa trên những cái yêu cầu, dựa trên những cái đòi hỏi, dựa trên những cái mong muốn của khách hàng, đúng nào? Và cái việc mà các bạn sẽ thiết cái việc mà chúng ta thiết lập những cái chuẩn mực, những cái tiêu chuẩn của dịch vụ đó, thì nó sẽ đảm bảo rằng là dịch vụ của chúng ta có thể được chuyển giao, được thực thi một cách là có hiệu quả để đáp ứng được những cái kỳ vọng của khách hàng. Bên cạnh đấy thì những cái vấn đề liên quan đến cái không gian của dịch vụ, như là những vấn đề về physical evidence, những cái vấn đề về, về 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 cảnh quan, để làm sao mà mình tạo ra một cái sự hài hòa trong quá trình mình hỗ trợ cho cái quá trình mình cung cấp dịch vụ đến với khách hàng. Thì tất cả những điều đấy nó sẽ được phản ánh trong cái phần tư này. Với chương 8 thì nhóm sẽ cùng với các bạn để chúng ta làm rõ một số các cái vấn đề, một số các khái niệm, một số các cái công cụ liên quan đến việc là làm thế nào để mà mình có thể là thiết kế một cách có sáng tạo, một cách đổi mới về dịch vụ hiệu quả để mà có thể là đáp ứng được những cái vấn đề cho mà khách hàng mong đợi. Đặc biệt là có một cái công cụ cực kỳ quan trọng, đó là cái gọi là blueprinting, một cái để mà giúp cho chúng ta có những cái đưa ra những cái quy trình, đưa ra những cái minh chứng để làm sao mà mình có thể là có được một cái thiết kế dịch vụ tốt để đáp ứng được cái mong đợi của khách hàng. Thì bây giờ xin nhường lời lại cho cái phần trình bày của nhóm hát, đúng không? Để và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để làm rõ hơn liên quan đến Service Innovation and Design. Xin mời các bạn. Dạ, em xin chào thầy và tất cả các bạn. Mình là Nhung và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về chương 8 đổi mới dịch vụ và thiết kế. Thì trước tiên mình xin giới thiệu về mục tiêu của chương trước đã. Trong chương này chúng ta sẽ cùng mô tả những cái thách thức vốn có trong đổi mới và thiết kế dịch vụ. Thứ hai là chúng ta trình bày một loạt các loại đổi mới dịch vụ khác nhau, là bao gồm các đổi mới cung cấp dịch vụ, đổi mới xung quanh vai trò của khách hàng và đổi mới thông qua các giải pháp dịch vụ. Chúng ta sẽ thảo luận về cái tầm quan trọng của việc thu hút khách hàng và nhân viên sử dụng tư duy thiết kế dịch vụ như thế nào trong việc đổi mới dịch vụ. Thứ tư là trình bày các giai đoạn và các yếu tố độc đáo của quá trình đổi mới và phát triển dịch vụ. Và cuối cùng là sẽ thể hiện được cái giá trị của bản thiết kế như một cái kỹ thuật đổi mới và thiết kế dịch vụ cũng như là cách phát triển và đọc bản thiết kế dịch vụ. Trước tiên thì khi đi vào một cái nội dung chính của chương trình á, mình xin giới thiệu, mình xin nói sơ về một chút về cái khoảng cách thứ hai là khoảng cách tiêu chuẩn và thiết kế dịch vụ, là do cái khoảng cách này được tạo nên là do cái sự khác biệt giữa các vấn đề được phản ánh giữa thông tin của công ty cùng thu thập được và cái kỳ vọng của khách hàng rồi cái khả năng mà đáp ứng cái kỳ vọng đó. Thông qua đó thì họ đã tạo nên, họ nhờ vào cái sự đổi mới tạo nên những cái thiết kế dịch vụ một cách hoàn thiện hơn. Và cái khoảng cách này á thì tồn tại là bởi vì ba cái lý do chính. Thứ nhất là do thiết kế dịch vụ kém, là bởi vì trong cái quá trình phát triển dịch vụ mới không có hệ thống, rồi thiết kế dịch vụ mơ hồ, không xác định, không kết nối được thiết kế dịch vụ với lại việc định vị dịch vụ và thiếu vắng các tiêu chuẩn hướng đến khách hàng, cái sự vắng mặt của quản lý mà trong quá trình tập trung vào cái yếu tố của khách hàng, rồi không có quá trình chính thức để thiết lập các mục tiêu chất lượng dịch vụ. Rồi cái lý do thứ ba đó chính là cái việc mà bằng chứng vật chất và bối cảnh dịch vụ nó lại không phù hợp, là không phát triển các nội dung hữu hình phù hợp với mong đợi của khách hàng, rồi cái việc mà thiết kế cảnh quan dịch vụ lại không đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc là nhân viên cung ứng cái dịch vụ đó, rồi cái việc mà bảo trì thì lại không đầy đủ, mà bởi vì các dịch vụ là vô hình và chúng theo một cái quy trình và chúng rất khó để mô tả và giao tiếp, đặc biệt là đối với các dịch vụ mới hoặc là những cái dịch vụ mà mới được đưa ra thị trường. Thì để giúp các bạn hiểu rõ hơn những cái thách thức đó cụ thể là gì thì mình xin nhường lại cho bạn Bích Ngọc trình bày. Dạ, em xin chào thầy và các bạn ạ. Tiếp theo thì em sẽ thuyết trình về phần những thách thức và đổi mới dịch vụ và thiết kế.
Như các bạn đã biết thì bởi vì là các dịch vụ phần lớn là vô hình và theo định hướng quy trình, các dịch vụ thường không thể được chạm vào, kiểm tra là dùng thử. Thì trong lịch sử thì mọi người đã dùng đến những từ ngữ rất là nỗ lực để mô tả chúng, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn có một số rủi ro vốn có trong việc cố gắng mô tả dịch vụ bằng từ ngữ đơn thuần. Và nó có bốn rủi ro, thì sau đây em xin đi vào rủi ro đầu tiên. Đó là đơn giản hóa quá mức. Rủi ro đầu tiên là đơn giản hóa quá mức, và khi mà nói rằng quản lý danh mục đầu tư có nghĩa là mua sắm và mua và bán cổ phiếu, thì giống như nó là khi ta mô tả một con tàu con thoi như một thứ gì đó biết bay á, thì một số người sẽ hình dung nó như là một chiếc trực thăng hay là một con chim. Thì để mà mô tả một hệ thống dịch vụ phức tạp như là quản lý và danh quản lý danh mục tài chính á, thì trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại của chúng ta thì các hệ thống dịch vụ đã gia tăng đáng kể và sự về mức độ phức tạp của nó, thì thường thì liên quan đến mạng lưới và công ty dịch vụ, khách hàng và sự phát triển của các dịch vụ theo thời gian. Và trong những hệ thống phức tạp này thì rủi ro đơn giản hóa thì ngày càng rõ ràng hơn. Về rủi ro thứ hai đó chính là việc sử dụng từ một mình và không đầy đủ. Khi mà mô tả dịch vụ á, thì mọi người thường có xu hướng là bỏ qua các chi tiết hoặc là yếu tố của dịch vụ mà chúng ta không mà họ không quen thuộc. Một người có thể làm một công việc mà khá là đáng tin cậy, đó là mô tả các dịch vụ môi giới chứng khoán, chiết khấu nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Nhưng mà liệu người đó có thể mô tả đầy đủ các cách tạo bản báo cáo hàng tháng hay không, và hệ thống máy tính tương tác hoạt động như thế nào, và hai yếu tố này của dịch vụ thì được tích hợp vào quy trình nhận đơn hàng như thế nào. Và cái rủi ro tiếp theo đó là rủi ro mang tính chủ quan. Thì bất kỳ người nào mô tả dịch vụ bằng lời nói thì sẽ thiên vị về kinh nghiệm của cá nhân, về mức độ tiếp xúc của họ với dịch vụ. Có một xu hướng tự nhiên mà khi mà cho rằng bởi vì tất cả mọi người đã đến một nhà hàng thức ăn nhanh á, họ sẽ đều hiểu rằng dịch vụ đó là gì. Nhưng mà những người làm việc trong các lĩnh vực chức năng khác nhau của cùng một tổ chức dịch vụ thì cũng có khả năng là mô tả dịch vụ rất là khác nhau, và họ thiên vị bởi những người mà mù chức năng của họ. Và cuối cùng đó chính là rủi ro cuối cùng đó chính là mô tả dịch vụ khi sử dụng từ ngữ diễn giải một cách thiên vị. Không không có cả hai người nào mà định nghĩa đáp ứng nhanh chóng hay linh hoạt theo cùng một cách. Thì ví dụ như người giám sát hoặc là người quản lý có thể đề xuất với nhân viên dịch vụ tuyến đầu tiên rằng nhân viên nó phải nỗ lực cố gắng linh hoạt và nhạy bén hơn trong công việc để đáp ứng dịch vụ cho khách hàng. Thì trừ khi thuật ngữ linh hoạt này được xác định rõ ràng hơn thì nhân viên mới có thể giải thích được từ này với khác với quản lý. Thì tất cả những rủi ro trên và thách thức ở đây đều rất là rõ ràng trong quá trình đổi mới và phát triển dịch vụ. Khi mà các tổ chức cố gắng thiết kế cái dịch vụ phức tạp mà khách hàng vẫn chưa từng trải qua trước đây thì họ vẫn đang cố gắng thay đổi các dịch vụ hiện hữu. Và em xin nhường phần thuyết trình tiếp theo cho bạn Nhung ạ. Đến cái phần thứ hai á, thì mình xin trình bày với các bạn về một số nhận xét quan trọng đối với đổi mới dịch vụ. Khi chúng ta biết thì những cái thách thức của phát triển và đổi mới dịch vụ được mô tả thì nhiều nhà quản lý dịch vụ đã trở nên rõ ràng rằng cái việc đổi mới dịch vụ thì nó khác với việc mà đổi mới sản phẩm hữu hình, là bởi vì là chúng thường xuyên liên quan đến các tương tác giữa khách hàng và nhân viên, là những cái vô hình mà chúng ta không thể nào thấy được, và điều quan trọng là phải có cái sự tham gia của cả khách hàng và nhân viên ở nhiều điểm khác nhau trong quá trình đổi mới. Vấn đề đầu tiên đó là làm sao mà để thu hút khách hàng và nhân viên. Tại sao chúng ta phải thu hút? Là tại vì bởi vì cái việc mà các nhân viên họ có liên hệ, họ là người trực tiếp cung cấp cái dịch vụ đến cho khách hàng, họ sẽ gần gũi hơn về mặt tâm lý, về thể chất, và vì thế là nó giúp ích trong cái việc mà xác định nhu cầu của khách hàng đối với cái dịch vụ mới, hoặc là giúp chúng ta đưa ra những cái sáng tạo về các vấn đề cần giải quyết để hỗ trợ cái việc cung cấp cho khách hàng tốt hơn. Còn về mặt khách hàng á, thì họ cũng là người tham gia vào trong cái quá trình phát triển dịch vụ mới, mà họ không chỉ là cung cấp thông tin đầu vào theo nhu cầu, hoặc là nhưng mà họ còn có thể là giúp chúng ta thiết kế những cái khái niệm về dịch vụ, những cái quy trình giao hàng, đặc biệt là trong các tình huống mà khách hàng tự phục vụ, như là các
như là các trường hợp như là chúng ta đi uống cà phê ở Highland Coffee hoặc là đi ăn ở nhà hàng KFC chẳng hạn, thì họ cũng góp phần vào đóng góp ý kiến. Ngoài ra thì cái việc mà sử dụng tư duy kỹ thuật thiết kế dịch vụ á, thì được dựa trên 5 nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta phải lấy người dùng làm trung tâm, cái dịch vụ phải được trải nghiệm và thiết kế qua mắt của khách hàng. Thứ hai là kỹ thuật tổng hợp, tất cả các bên liên quan nên được bao gồm trong quá trình thiết kế dịch vụ. Chúng ta phải sắp xếp theo trình tự, một dịch vụ thì nên được hình dung như một chuỗi các hành động phải liên kết với nhau, phải mạch lạc với nhau. Về việc chứng minh thì các dịch vụ vô hình này nên được hình dung dưới dạng là hiện vật chất và toàn diện. Môi trường yêu cầu của một dịch vụ cần cần xem xét. Phần thứ ba đó chính là mình xin giới thiệu trình bày với các bạn về các loại hình đổi mới dịch vụ. Đổi mới dịch vụ á, được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như là thay đổi hình thức phục vụ hoặc là việc thiết kế là nhà hàng, thay đổi thực đơn của một nhà hàng, nâng cấp một phiên bản đang có nhiều lỗi mà mình thay thế bằng một cái phiên bản tốt hơn, ưu việt hơn. Thì nói tóm lại là đổi mới dịch vụ được hiểu là cái sự đổi mới và cải tiến liên quan đến các dịch vụ đang được cung cấp. Trong phần đổi mới cung cấp dịch vụ thì mình có những ý chính như sau. Thứ nhất là các dịch vụ sẽ được cải tiến theo nhiều mức độ khác nhau, và những cái dịch vụ này sẽ có những cái đổi mới lớn hoặc là cấp tiến, là những cái dịch vụ mới cho ra thị trường chưa xác định được. Mình có một ví dụ như này, là trước đây mình không có nghĩ là chúng ta sẽ khám khám chẩn đoán bệnh hoặc là được khám bệnh từ xa, thì hiện nay chúng ta lại có cái dịch vụ là y tế từ xa, là bằng cách là tương tác qua cái hệ thống âm thanh rồi hình ảnh nè, rồi những cái thông tin mà người bệnh họ cung cấp đến cho bác sĩ, thì từ đó bác sĩ có thể chẩn đoán được, kê đơn thuốc được, hướng dẫn bệnh nhân ăn uống nghỉ dưỡng tại nhà phù hợp với bệnh tình của họ. Nhưng mà tuy nhiên thì đây cũng là những cái cũng còn khá là nhiều cái hạn chế, nhưng mà mình mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều cách khắc phục và hoàn thiện nhiều hơn. Ý thứ hai là cái doanh nghiệp mới thành lập á, thì họ sẽ có những cái dịch vụ mới được thiết kế nhằm đáp ứng cái nhu cầu chung trong thị trường mà đang sử dụng cái sản phẩm đó. Thì được hiểu là giống như mà khi chúng ta cung cấp dịch vụ sẽ có những cái dịch vụ khác đi kèm. Ví dụ như là khi thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc là bệnh viện á, thì ngoài cái dịch vụ mà chúng ta được khám chữa bệnh ra, thì bệnh viện họ sẽ cung cấp thêm cái dịch vụ là ngân hàng trực tuyến để giúp cho cái việc mà giao dịch chi phí tiền thăm khám giữa bệnh nhân và bệnh viện á, được tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn. Và cái việc ngoài ra thì họ cũng có thể là cung cấp các dịch vụ như là gọi xe, chia sẻ xe, gọi xe cứu thương hoặc là đưa xe đưa đón từ nhà đến nhà người bệnh đến bệnh viện hoặc là ngược lại. Cái ý thứ ba đó chính là các dòng dịch vụ càng mở rộng thì thể hiện cái sự bổ sung dòng dịch vụ hiện tại nó nhiều hơn, là ví dụ như là trường học họ cung cấp các dịch vụ học tập bổ sung các khóa học mới, hoặc là họ đưa ra nhiều khung giờ giảng dạy ngoài giờ hành chính. Rồi các hãng hàng không á, thì họ cung cấp cái chuyến bay mới hoặc những cái giờ bay phù hợp, linh hoạt hơn đối với với một cái môi trường bận rộn như hiện nay. Một cái đổi mới thông qua cung cấp dịch vụ đó chính là cải tiến dịch vụ. Thì ở đây á, là cái kiểu cải tiến dịch vụ phổ biến, nhưng mà những cái thay đổi về tính năng của dịch vụ thì đã được cung cấp là nhằm giúp thực hiện nhanh hơn. Về phần cuối đó là cái trong đổi mới thông qua các cung cấp dịch vụ á, là chúng ta có thể thay đổi phong cách. Tuy nhiên á, theo mình nhận thấy á, đây là một cái thay đổi giúp khách hàng dễ dàng nhận thấy nhất, cảm nhận nhất, nhưng nó lại có tác động ít nhất so với trong cái việc mà đổi mới về thiết kế dịch vụ. Phần thứ hai đó là đổi mới xung quanh vai trò của khách hàng. Với những cái vai trò khác nhau á, thì sẽ có những cái dịch vụ mới được tạo ra phù hợp hơn những cái dịch vụ ban đầu. Ví dụ như là khách hàng trong một cái vai trò là người dùng, là người mua hoặc là người trả tiền trong một quá trình sử dụng dịch vụ nào đó, thì khi mà được xác định lại thì sẽ có những cái cải tiến khác hoặc là đưa ra một cái dịch vụ mới để phù hợp hơn với những cái vai trò được xác định lại đó. Về phần thứ ba đó là đổi mới thông qua các giải pháp dịch vụ. Thì nhiều tổ chức họ nhận ra rằng á, là khách hàng không tìm kiếm một sản phẩm hay là một cái dịch vụ độc lập nào đó, mà thay vào đó là họ đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề của họ.
Và theo như trong phần giáo trình mình có đọc được á, thì một cái nghiên cứu đã cho rằng là một giải pháp của khách hàng thì gồm 4 bước. Thứ nhất là phải định nghĩa được yêu cầu của khách hàng. Thứ hai là tùy chỉnh và tích hợp hàng hóa và dịch vụ. Thứ ba là phải triển khai các giải pháp tích hợp. Còn cuối cùng là chúng ta sẽ đến hỗ trợ khách hàng. Nhưng lại theo một cái ý kiến khác của một tác giả lại cho rằng cái việc mà đổi mới thông qua các giải pháp này á, là giúp các khách hàng giải quyết được những vấn đề khó khăn và mục tiêu của họ. Về phần đổi mới thông qua các sản phẩm được kết nối với nhau á, thì cái xu hướng phổ biến hiện nay như các bạn biết đó là số hóa sản phẩm và mọi thiết bị, từ thiết bị gia dụng, thiết bị công nghệ, y tế, quần áo, thiết bị liên lạc thì đều gắn cảm biến và chúng và có mọi thứ và mọi thứ thì đều có thể mà giao tiếp được và dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Và ví dụ như là việc mà các thiết bị và hệ thống trong nhà hàng trong nhà thì có thể điều khiển từ xa được nè, có thể tín hiệu giao thông giúp người theo dõi và tối ưu hóa luồng giao thông, xe tải thì được trang bị các cảm biến theo dõi hiệu suất để dự báo cái mức độ hiện tại của xe hoặc là dự báo cái tình hình nguy hiểm chẳng hạn. Và phần tiếp theo thì mình xin nhường lại cho bạn Quỳnh Hoa để trình bày giúp các bạn hiểu rõ hơn. Chào thầy và các bạn, mình là Hoa và bây giờ mình sẽ tiếp tục trình bày phần 4, các giai đoạn đổi mới và phát triển dịch vụ. Như các bạn đã biết thì phát triển và đổi mới dịch vụ có thể đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn và hài lòng hơn với doanh nghiệp và còn giúp cho doanh nghiệp đi trước được đối thủ cạnh tranh của mình. Và các bước trong quá trình đổi mới và phát triển dịch vụ khá giống với quá trình phát triển sản phẩm. Tuy nhiên vì những đặc tính riêng của dịch vụ thì đôi khi đòi hỏi những sự thích ứng với những đặc tính đó và việc thực hiện cũng sẽ có những cái phần khác nhau so với những sản phẩm hàng hóa. Và trên đây là hình 8.1 trình bày các bước cơ bản trong việc phát triển và đổi mới dịch vụ. Như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, cái quy trình này gồm có hai phần là lập kế hoạch và thực hiện. Các ý tưởng về dịch vụ sẽ đi qua lần lượt các bước trong quy trình như đây như trên đây và nếu cái dịch vụ mới đó mà không đạt được tiêu chuẩn của quy trình này thì có thể bị loại bỏ. Tại các điểm kiểm tra là các điểm có ký hiệu stop thì nó đã tách biệt những bước quan trọng của quy trình phát triển và chúng xác định dịch vụ đó có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay không trước khi mà qua bước tiếp theo. Tuy nhiên thì việc phát triển dịch vụ không phải lúc nào cũng trải qua đầy đủ và theo trình tự các bước. Một số trường hợp thì một vài bước có thể bị bỏ qua hoặc là thực hiện cùng lúc. Nhất là đối với những cái dịch vụ đơn giản, đó là sự phát triển dịch vụ sản phẩm một cách linh hoạt. Và trong giai đoạn lập kế hoạch của quy trình đổi mới dịch vụ và phát triển như hình thì chúng ta có thể thấy có 5 bước là phát triển chiến lược kinh doanh hoặc là đánh giá, phát triển chiến lược dịch vụ và có 3 bước quan trọng được đánh dấu có điểm kiểm tra là tạo ý tưởng. Tại đây thì chúng ta sẽ sàng lọc các ý tưởng chống lại các chiến lược của dịch vụ mới đó và tiếp theo là phát triển và đánh giá ý tưởng nhằm thử nghiệm những ý tưởng đối với khách hàng và nhân viên. Cuối cùng là phân tích kinh doanh nhằm kiểm tra lợi nhuận và đánh giá tính khả thi của cái dịch vụ đó. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể 5 bước. Bước đầu tiên là đánh giá và phát triển chiến lược kinh doanh. Một trong những bước đầu tiên của quá trình phát triển kinh doanh mới là phải xem xét được sứ mệnh và tầm nhìn mục tiêu của tổ chức. Chiến lược dịch vụ mới và các ý tưởng dịch vụ này phải phù hợp với sứ mệnh của doanh nghiệp và tầm nhìn của tổ chức. Tiếp theo là phát triển chiến lược dịch vụ mới. Đây là một bước quan trọng vì nó có tính nền tảng để phát triển được dịch vụ mới và các loại dịch vụ mới sẽ phù hợp tùy thuộc vào mục tiêu, tầm nhìn và kế hoạch tăng trưởng của tổ chức. Việc xác định chiến lược dịch vụ mới như là thị trường hay là loại dịch vụ, thời gian phát triển, tiêu chí về lợi nhuận thì sẽ giúp cho các tổ chức bắt đầu đưa ra được ý tưởng cụ thể. Mình lấy ví dụ về The Coffee House. Khách hàng mà The Coffee House nhắm tới là những người thích trải nghiệm cà phê và
cà phê sang trọng và giá thành hợp lý không quá cao. Mục tiêu mà chuỗi cà phê này nhắm đến là tối ưu hóa những trải nghiệm của khách hàng và mong muốn khách hàng có trải nghiệm ở quán cà phê như ở nhà. Và sứ mệnh này đã dẫn đến những dịch vụ không chỉ là thức uống, đồ ăn mà còn là không gian, chỗ ngồi phù hợp, hợp lý để có thể gặp bạn bè hoặc là một nơi làm việc của khách hàng. Từ đó thì The Coffee House đã đáp ứng được bằng sự nhiệt tình của phục nhiệt tình và tận tình của nhân viên, từ phục vụ, thu ngân cho tới bảo vệ, và chỗ ngồi, không gian, thậm chí là những ổ điện cũng được chú trọng. Một cách khác để bắt đầu được việc xây dựng chiến lược dịch vụ mới đó là sử dụng ma trận như hình 8.2. Đây là ma trận chiến lược dịch vụ mới cho việc xác định cơ hội tăng trưởng. Và theo ma trận thì doanh nghiệp có thể phát triển chiến lược tăng trưởng xung quanh thị trường gồm có khách hàng hiện tại hoặc là khách hàng cũ, và tập trung vào các doanh nghiệp hiện có hoặc là tập trung vào các dịch vụ hiện có hoặc là dịch vụ mới. Ở ô đầu tiên, xe building là dịch vụ hiện có tại thị trường hiện tại, tức là thâm nhập thị trường. Ví dụ như là chúng ta sẽ khởi động những chương trình giảm giá đặc biệt cho khách hàng trung thành, và bên cạnh đó là marketing development, là mở rộng dịch vụ hiện có để giao thị trường mới, tức là mở rộng thị trường. Ví dụ như là một tiệm spa bình thường thì họ sẽ chủ yếu tập trung vào những khách hàng nữ, nhưng khi mà họ mở rộng ra những dịch vụ dành cho khách hàng nam thì điều này sẽ thu hút khách hàng nam nhiều hơn so với những cái hoạt động trước đây là chỉ tập trung vào những khách hàng nữ thôi. Và tại Supply Development là phát triển dịch vụ, bổ sung thêm những dịch vụ vào danh mục sản phẩm hiện có tại thị trường hiện tại. Tiếp theo là đa dạng hóa, đưa dịch vụ mới vào thị trường mới. Đây cũng là chiến lược có tính rủi ro cao nhất trong 4 chiến lược, vì khi này thì doanh nghiệp chúng ta cần phải có những kiến thức, có tài chính và có những hiểu biết nhất định trước khi mà nhảy vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Và chúng ta sẽ đi tới bước thứ 3 là tạo ý tưởng. Đây là một bước cần có tính sáng tạo từ nhân viên và cả khách hàng. Một số cách tiếp cận phổ biến có thể là dẫn đầu nghiên cứu người dùng và tìm hiểu về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Nhiều công ty thậm chí còn hợp tác với bên ngoài, ví dụ như là đối thủ cạnh tranh của mình hay là nhà cung cấp, để nhằm khai thác triệt để tất cả các nguồn ý tưởng có thể có, hoặc từ việc quan sát khách hàng mà họ và cách họ sử dụng sản phẩm, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp mình thì cũng có thể tạo ra những ý tưởng để cải tiến mới. Nhân viên là những người mà trực tiếp tạo ra, cung cấp ra dịch vụ cho khách hàng, vậy nên họ cũng là người mà đưa ra những ý tưởng đặc biệt mà doanh nghiệp cần phải để ý, và họ chính là những người mà doanh nghiệp cần phải tập trung để có thể đưa ra những ý tưởng mới. Và ở đây thì mình cũng có tìm hiểu về cách mà Samsung luôn đưa ra những ý tưởng đột phá và dẫn đầu xu hướng. Samsung đã tạo ra một phòng thí nghiệm sáng tạo là Samsung C-Lab, được thành lập để các nhân viên của họ nuôi dưỡng ý tưởng kinh doanh của riêng mình. Chương trình này thì khuyến khích những ý tưởng tích cực và thúc đẩy nhân viên phát triển ý tưởng và sáng tạo hết mình. Điều đặc biệt là Samsung đã cho phép nhân viên của mình 100% nỗ lực của họ dành cho cái dự án của họ, và họ có quyền nghỉ việc hiện tại của mình từ 6 tháng đến 1 năm để dành thời gian toàn quyền cho việc phát triển ý tưởng của họ. Đây là cách mà Samsung tối ưu hóa tiềm năng của mình. Bước tiếp theo là đánh giá và phát triển dịch vụ. Khi xuất hiện được những ý tưởng phù hợp với mục tiêu, chiến lược và công việc kinh doanh của doanh nghiệp mình rồi, thì dịch vụ đó đã sẵn sàng để bắt đầu. Những đặc điểm của dịch vụ khiến cho bước này trở nên khó khăn, đặc biệt là khi dịch vụ không được chuẩn hóa, và quá trình mà tạo ra dịch vụ và quá trình mà khách hàng tiếp nhận
xảy ra cùng lúc. Sau khi mà đã phát triển khái niệm, mọi người trong tổ chức sẽ không hẳn là sẽ đồng tình với cái dịch vụ mới đó và có những ý kiến trái chiều và phải trải qua các lần lặp lại cái dịch vụ đó và đưa ra vấn đề mới, thì cuối cùng chúng ta mới có thể đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh và phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Quay trở lại với The Coffee House thì mục tiêu mà doanh nghiệp muốn là có muốn là mong muốn là khách hàng có trải nghiệm ở quán cà phê như ở nhà. Vậy thì làm sao để khách hàng có được những trải nghiệm đó và cảm giác như ở nhà tại các quán cà phê là như thế nào, và phục vụ phải ra sao để khách hàng có thể cảm nhận được? Qua những lần lặp lại dịch vụ và xảy ra vấn đề, đánh giá lại vấn đề thì mới có thể đưa ra được những khái niệm phù hợp. Cụ thể là không gian và trang trí của mỗi quán có sự khác nhau phù hợp với tính cách và đối tượng khách hàng, và những cách phục vụ của nhân viên sẽ thân thiện và nhiệt tình. Wi-Fi và ổ cắm điện luôn sẵn sàng để khách hàng dùng bất cứ lúc nào. Và sau khi mà đã định nghĩa rõ về khái niệm dịch vụ mới đó, thì doanh nghiệp phải tạo ra được một mô hình, được một mô tả cụ thể về doanh nghiệp, và sau đó thì phải xác nhận được phản ứng ban đầu của khách hàng và nhân viên đối với những khái niệm này. Và bước thứ 5 chính là cũng là bước cuối cùng của giai đoạn lên kế hoạch là phân tích kinh doanh. Giả sử khái niệm về doanh nghiệp, về dịch vụ của chúng ta đã được khách hàng và nhân viên đánh giá là thuận lợi ở giai đoạn phát triển ý tưởng, thì bước tiếp theo là ước tính về tính khả thi tài chính và các tác động lợi nhuận tiềm năng của nó. Ở bước này thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về, phân tích về nhu cầu, dự báo về kinh doanh, chi phí và tính khả thi. Nếu mà một ý tưởng, dịch vụ sau khi phân tích chúng ta thấy chi phí của nó quá cao, chi phí bỏ ra cho hoạt động đào tạo, rồi chi phí bỏ ra cho việc thay đổi cơ sở vật chất cao và không xứng đáng với những lợi nhuận mà mình sẽ nhận lại, thì doanh nghiệp sẽ phải suy nghĩ lại về cái dịch vụ đó và thậm chí là loại bỏ. Và tiếp theo là giai đoạn thực hiện trong quá trình phát triển đổi mới dịch vụ, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bạn Quỳnh. Dạ, em tên là Hoàng Như Quỳnh. Em xin thuyết trình phần tiếp theo, đó là phần thực hiện khi khái niệm dịch vụ mới đã vượt qua tất cả các rào cản, lập kế hoạch, nó đã sẵn sàng cho các giai đoạn thực hiện của quy trình. Thì quy trình thực hiện gồm có 4 giai đoạn, đó là phát triển và thử nghiệm dịch vụ, thứ hai là thử nghiệm thị trường, thứ ba là thương mại hóa, thứ tư là đánh giá sau giới thiệu. Như các bạn cũng đã thấy ở hình vẽ, tại các điểm kiểm tra biểu thị bằng dấu hiệu stop cho thấy rằng các ý tưởng dịch vụ mới có thể bị loại bỏ ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình nếu chúng không đáp ứng được tiêu chí của giai đoạn đó. Chúng ta sẽ đi vào giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn phát triển và thử nghiệm dịch vụ. Trong quá trình phát triển các sản phẩm hữu hình mới, giai đoạn phát triển và thử nghiệm có liên quan đến xây dựng các quy mẫu sản phẩm và thử nghiệm để người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm. Đối với dịch vụ là sản phẩm vô hình được sản xuất, tiêu dùng và thường xuyên được tạo ra, đưa ra những thách thức độc đáo. Để giải quyết những thách thức này, giai đoạn phát triển dịch vụ cần có sự tham gia của tất cả những người có cổ phần trong dịch vụ mới, như là khách hàng, nhân viên, liên hệ cũng như là các đại diện chức năng từ tiếp thị, vận hành và nhân sự. Trong giai đoạn này, có thể tạo ra bản kế hoạch chi tiết về dịch vụ, minh họa trải nghiệm của khách hàng và kế hoạch triển khai dịch vụ. Kế hoạch chi tiết có khả năng phát triển qua một loạt các lần lặp lại trên cơ sở đóng góp ý kiến từ tất cả các bên liên quan. Ví dụ như là Grab đã đưa ra dịch vụ Grab Effect để tiến hành thử nghiệm và thu thập những phản hồi từ khách hàng. Đây là dịch vụ mới của Grab, chỉ áp dụng cho giao hàng trong ngày, giúp giải quyết những nhu cầu của người tiêu dùng. Sau đó, dựa trên thông tin có được của Grab, sẽ đưa ra dịch vụ sao cho dịch vụ phù hợp với thị trường.
Phần tiếp theo là giai đoạn thử nghiệm thị trường. Ở giai đoạn thử nghiệm thị trường của quá trình phát triển, một sản phẩm hữu hình có thể được thử nghiệm trên thị trường ở một số khu vực kinh doanh hạn chế để xác định mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm cũng như các biến số hỗn hợp tiếp thị khác như khuyến mãi, định giá về hệ thống phân phối. Từ đó công ty có thể phát triển ra mặc dù ý tưởng đó là tuyệt vời nhưng không phù hợp với thời điểm hiện tại hay một thị trường cụ thể. Tuy nhiên, nếu nó có những phát triển về sai sót thì đây là không phải là ý tưởng thất bại mà là chất xúc tác để cho những ý tưởng khác ít để cho những ý tưởng mới có thể tốt hơn. Ví dụ như là Google từng cho ra mắt sản phẩm Google Glass, từng là sản phẩm gây xôn xao vì bước đột phá táo bạo của Google vào lĩnh vực kính thông minh. Tuy nhiên, sản phẩm tồn tại không lâu và bị khai tử vào năm 2015. Lý do chính của nó để thất bại, lý do chính của việc thất bại đó là mức giá quá đắt, không phù hợp với thời trang, và chiếc kính này với tính năng GPS đã có sẵn trên smartphone nên chiếc kính này gây ra lo ngại hàng loạt về vấn đề riêng tư của nó. Nó không có tính năng thời trang cao như các thiết bị thông minh khác. Tuy nhiên, những năm trở lại gần đây thì kính mát thông minh đã và được cải tiến thêm nhiều tính năng khác và có tính áp dụng thực tế cao hơn và kỳ vọng sẽ là sản phẩm xu hướng trong tương lai. Tiếp theo là giai đoạn thương mại hóa. Giai đoạn này có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là đầu tư xây dựng và duy trì sự chấp nhận dịch vụ mới trong số lượng lớn nhân viên cung cấp dịch vụ là những người sẽ chịu trách nhiệm hàng ngày về chất lượng dịch vụ. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nếu việc chấp nhận được xây dựng liên quan đến nhân viên cung cấp dịch vụ trong quá trình thiết kế và phát triển. Mục tiêu thứ hai đó là giám sát tất cả các khía cạnh của dịch vụ trong quá trình giới thiệu và thông qua chu trình dịch vụ hoàn chỉnh. Nếu khách hàng cần 6 tháng để trải nghiệm toàn bộ dịch vụ thì việc giám sát cẩn thận phải được duy trì ít nhất trong 6 tháng. Mọi chi tiết của dịch vụ cần được đánh giá, giao tiếp trực tiếp, khiếu nại và các vấn đề khác. Hiệu quả của hoạt động và chi phí cũng cần được theo dõi. Ví dụ như là Internet được xem như là một ví dụ điển hình của thương mại hóa, được sử dụng trên toàn quốc, giúp cho khách hàng có thể thực hiện giao dịch trực tiếp và nhanh chóng với giao dịch rẻ, kèm theo các mã giảm giá và nhiều ưu đãi khác. Phần cuối cùng là sau khi giới thiệu. Phần cuối cùng là giai đoạn đánh giá sau khi giới thiệu. Tại thời điểm này, thông tin thu thập được trong quá trình thương mại hóa dịch vụ có thể được xem xét và thực hiện các thay đổi đối với các biến số về quy trình phân phối. Nhân sự hoặc tổ chức tiếp thị trên cơ sở phản ứng thực tế của thị trường đối với sản phẩm. Không có dịch vụ nào sẽ giữ nguyên, dù có kế hoạch hay không có kế hoạch, những thay đổi sẽ luôn xảy ra. Từ đó, việc chính thức hóa quy trình đánh giá để thực hiện những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ theo quan điểm của khách hàng là rất quan trọng. Phần tiếp theo em xin nhường cho bạn Hào ạ. Dạ, xin chào thầy và các bạn, mình tên là Hào và mình xin tiếp tục trình bày phần kỹ thuật đổi mới và thiết kế dịch vụ. Trong phần này thì chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về dịch vụ blueprinting. Đây là một kỹ thuật để mô tả đồng thời dịch vụ, quy trình, các điểm tiếp xúc với khách hàng và bằng chứng về dịch vụ theo quan điểm của khách hàng. Như các bạn đã thấy thì hình 8.3 sẽ là một thiết kế cơ bản của bản thiết kế dịch vụ. Nó sẽ gồm 3 bước là gồm có tiến trình, điểm tiếp xúc và bằng chứng.
Tiếp tục là hình 8.4, đây là một bản kế hoạch chi tiết về dịch vụ. Các thành phần quan trọng của bản thiết kế dịch vụ thì sẽ gồm có bằng chứng vật chất, các hành động của nhân vân tiếp xúc, của nhân viên tiếp xúc trên sân khấu có thể nhìn thấy được, và các hành động của nhân viên tiếp xúc hậu trường không nhìn thấy được, và cuối cùng là các quy trình hỗ trợ. Trên thực tế thì khi so sánh với các phương pháp lập bản đồ quy trình khác thì tính linh hoạt là một trong những điểm mạnh chính của dịch vụ blueprinting này. Ở phía trên cùng của bản thiết kế thì chúng ta sẽ nhìn thấy bằng chứng vật chất của dịch vụ. Thông thường thì trên mỗi điểm liên hệ, bằng chứng vật chất thực tế của dịch vụ sẽ được liệt kê ra, và trong ví dụ pháp lý thì bằng chứng vật chất của cuộc gặp trực tiếp với luật sư sẽ là các vật dụng như trang trí văn phòng, tài liệu viết, vân vân. Lĩnh vực hành động của khách hàng thì bao gồm các bước như là lựa chọn, hoạt động và hành động tương tác mà khách hàng thực hiện trong quá trình mua hàng, trải nghiệm và đánh giá dịch vụ. Ví dụ tiếp tục về dịch vụ pháp lý thì các hành động của khách hàng có thể bao gồm các quyết định liên hệ với luật sư, gọi điện thoại cho luật sư, gặp mặt trực tiếp, nhận tài liệu và nhận hóa đơn. Song song với các hành động của khách hàng thì là hai lĩnh vực hành động của nhân viên tiếp xúc, các hoạt động mà nhân viên liên hệ thực hiện. Khách hàng có thể nhìn thấy là hành động của nhân viên trên sân khấu, và trong bối cảnh dịch vụ pháp lý thì các hành động của luật sư hoặc là nhân viên liên hệ hiển thị cho khách hàng, chẳng hạn như cuộc phỏng vấn ban đầu, các cuộc họp trung gian và lần cuối cùng gửi các tài liệu pháp lý. Những hành động của nhân viên tiếp xúc xảy ra ở hậu trường để hỗ trợ các hoạt động trên sân khấu thì là các hành động không thể nhìn thấy được. Trong ví dụ thì bất cứ điều gì luật sư thực hiện ở hậu trường để chuẩn bị cho các cuộc họp hoặc chuẩn bị cho các tài liệu sẽ xuất hiện ở phần này của kế hoạch chi tiết, cùng với các cuộc gọi điện thoại mà khách hàng có với luật sư hoặc là các nhân viên bình phong khác trong công ty. Với phần các quy trình hỗ trợ của kế hoạch chi tiết thì bao gồm các dịch vụ nội bộ, các bước và tương tác diễn ra để hỗ trợ các nhân viên liên hệ trong việc cung cấp dịch vụ. Thì vẫn trong ví dụ pháp lý của chúng ta thì bất kỳ hoạt động hỗ trợ dịch vụ nào như là nghiên cứu pháp lý của nhân viên, chuẩn bị tài liệu hỗ trợ, thư ký để thiết lập các cuộc họp sẽ được hiển thị trong khu vực quy trình hỗ trợ của kế hoạch chi tiết. Bốn khu vực hành động chính thì sẽ được phân tách thành ba đường ngang. Đường ngang đầu tiên là dòng tương tác đại diện cho các tương tác trực tiếp giữa khách hàng và tổ chức. Đường ngang tiếp theo là đường hiển thị cực kỳ quan trọng, thì dòng này sẽ phân tách những gì nhân viên liên lạc làm trên sân khấu với những gì họ làm ở hậu trường. Ví dụ thì trong một tình huống khám bệnh, bác sĩ sẽ thực hiện khám thực tế và trả lời các câu hỏi của bệnh nhân phía trên đường hiển thị hoặc trên sân khấu. Trong khi đó thì bác sĩ có thể đọc trước biểu đồ của bệnh nhân và đọc các ghi chú sau khi khám bên dưới dòng hiển thị hoặc hậu trường. Dòng phân tách thứ ba là dòng tương tác nội bộ, phân tách các hoạt động của nhân viên tiếp xúc với khách hàng và các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khác. Các đường dọc, các ngang đường tương tác nội bộ sẽ phản hồi các cuộc gặp gỡ dịch vụ nội bộ. Một trong những điểm khác biệt đáng kể nhất giữa các bản thiết kế dịch vụ và các sơ đồ quy trình khác là sự tập trung chính vào khách hàng và trải nghiệm của họ với quy trình dịch vụ. Trên thực tế thì để thiết kế các bản thiết kế dịch vụ hiệu quả thì chúng ta nên bắt đầu lập sơ đồ với trải nghiệm của khách hàng và sau đó thực hiện với hệ thống phân phối. Tiếp theo thì là hình 8.6. Đây là một kế hoạch chi tiết cho dịch vụ lưu trú khách sạn qua đêm. Ở bản thiết kế này thì chúng ta thấy nó rất là đơn giản, chỉ cho thấy các bước cơ bản nhất của dịch vụ. Và đầu tiên thì khách sẽ nhận phòng, sau đó đến phòng khách sạn nơi diễn ra các rất là nhiều bước như là nhận túi, ngủ, tắm, ăn sáng và vân vân. Cuối cùng thì sẽ là trả phòng. Quá trình này thì có thể diễn ra phức tạp hơn nhiều nếu như bản thiết kế dịch vụ mô tả một nghỉ kéo dài 1 tuần tại khách sạn hoặc là một hội nghị kinh doanh kéo dài vài 3 ngày. Mỗi bước trong khu vực hành động của khách hàng thì cũng gắn liền với nhiều dạng bằng chứng vật chất khác nhau, từ khu vực đậu xe của khách sạn, nội thất của khách sạn,
cho đến các biểu mẫu được sử dụng khi đăng ký khách, tiền sảnh, phòng và đồ ăn. Bài thuyết trình của em đến đây là hết và em xin nhường phần thuyết trình lại cho bạn Huy. Xin chào thầy và các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thuyết trình phần tiếp theo của chương, đó là cách đọc và sử dụng bản thiết kế dịch vụ. Thì bản thiết kế dịch vụ có thể được đọc theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục đích. Rồi, tại đây thì có 4 mục đích. Mục đích thứ nhất là để hiểu quan điểm hoặc quy trình trải nghiệm của khách hàng. Thì bản thiết kế có thể được đọc theo từ trái sang phải. Cách đọc này thường trả lời được các câu hỏi như làm thế nào để dịch vụ được khởi xướng, những lựa chọn nào mà khách hàng có thể lựa chọn. Cho thầy hỏi một chút xíu là bạn, xin lỗi bạn, là bạn Huy, là bạn vừa trình bày là bạn bạn Hào, Bùi Duy Hào phải không nhỉ? Dạ. Ok. Rồi Huy tiếp tục đi. Mục đích thứ hai là để hiểu mối liên hệ của nhân viên hoặc là tích hợp trong nghề với các hoạt động của nhân viên. Thì cách này cũng bản thiết kế có thể được đọc theo chiều ngang, nhưng lần này tập trung nhiều vào các hoạt động ngay và trên dưới các đường hiển thị. Mục đích thứ ba là để tích hợp các yếu tố của khác nhau của quy trình dịch vụ. Mục đích này thì bản thiết kế được đọc theo chiều dọc. Trong phân tích này sẽ làm rõ cái nhiệm vụ nào, những nhân viên nào là cần thiết trong cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Mục đích cuối cùng là để thiết kế lại dịch vụ. Với mục đích này thì bản thiết kế phải được xét một cách tổng thể, đánh giá mức độ phức tạp của quy trình, cách nó có thể thay đổi và những thay đổi theo quan điểm của khách hàng nào sẽ ảnh hưởng đến nhân viên và các quy trình nội bộ khác và ngược lại. Ví dụ hình 8.7 là một bản thiết kế cho thuê đĩa DVD. Hình này thì nếu ta đọc theo hàng ngang thì có thể thấy được các quy trình khách hàng tiếp cận với dịch vụ, như là tiếp cận, duyệt phim, lựa chọn phim, thanh toán và lấy đĩa DVD. Nếu đọc theo hàng dọc thì có thể thấy được tích hợp với các nhiều yếu tố khác nhau, như là các quy trình hỗ trợ, các nhân viên liên hệ và tích hợp với công nghệ. Nếu đọc một cách tổng thể thì chúng ta có thể đánh giá được mức độ phức tạp của các quy trình và có thể thấy được những quy trình nào là cần thiết, những quy trình nào không cần thiết để có khả năng thay đổi. Lợi ích của các bản thiết kế dịch vụ. Bản thiết kế dịch vụ có nhiều lợi ích khác nhau, như là cung cấp nền tảng cho sự đổi mới, nhận thức được vai trò và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chức năng, con người và tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các đổi mới chiến lược và dịch vụ, chuyển giao và lưu trữ kiến thức, đổi mới và dịch vụ, thiết kế những khoảnh khắc chân thực theo quan điểm của khách hàng, đề xuất các quan điểm quan trọng để đo lường và phản hồi trong quá trình thực hiện dịch vụ, làm rõ vị thế cạnh tranh và cuối cùng là hiểu được các trải nghiệm lý tưởng của khách hàng. Phần tiếp theo là xây dựng một kế hoạch chi tiết, bao gồm 6 bước. Bước thứ nhất là xác định các quy trình dịch vụ được thiết kế. Bước thứ hai, xác định khách hàng hoặc phân khúc khách hàng trải nghiệm dịch vụ. Bước ba, lập sơ đồ quy trình dịch vụ từ quan điểm của khách hàng. Bước bốn, lập sơ đồ liên hệ với các hoạt động của nhân viên hoặc hoạt động về công nghệ. Bước năm, liên kết các hoạt động liên hệ với các chức năng hỗ trợ cần thiết. Bước cuối cùng là thêm các bằng chứng về dịch vụ ở mỗi bước hành động của khách hàng. Bước thứ nhất thì bản thiết kế có thể được phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau và cần có sự thống nhất về điểm xuất phát. Bước hai, khách hàng có nhiều phân khúc khác nhau cho nên nhu cầu của mỗi phân khúc là khác nhau và do đó sẽ có cái yêu cầu về tính năng dịch vụ hoặc sản phẩm khác nhau. Các bản thiết kế hữu ích nhất là khi được phát triển cho một khách hàng hoặc một phân khúc khách hàng cụ thể. Bước ba liên quan đến cái việc lập biểu đồ và các lựa chọn hành động mà khách hàng trải nghiệm. Khách hàng trải nghiệm khi mua, tiêu dùng và đánh giá dịch vụ. Bước
4, lập sơ đồ liên hệ. Đầu tiên, các đường tương tác và khả năng hiển thị sẽ được vẽ. Sau đó, quy trình theo quan điểm của khách hàng và người liên hệ được lập sơ đồ. Phân biệt các hoạt động trên sân khấu có thể nhìn thấy được và các hoạt động hậu trường vô hình. Bước 5, các đường tương tác nội bộ có thể được vẽ và xác định các mối liên kết từ các hoạt động liên hệ. Trong quá trình này, tác động trực tiếp và gián tiếp của hoạt động nội bộ lên khách hàng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bước cuối cùng là bằng chứng về các dịch vụ có thể được thêm vào các kế hoạch chi tiết như những gì khách hàng nhìn thấy và trải nghiệm, bằng chứng hữu hình về dịch vụ. Một kế hoạch chi tiết bao gồm hình ảnh, slide hoặc video của quá trình này có thể rất hữu ích trong việc phân tích tác động của các bằng chứng hữu hình nhất quán với các chiến lược tổng thể về dịch vụ. Tóm lược thì tại chương này có đưa ra những nội dung là các dịch vụ được cung cấp phải phù hợp với mong đợi của khách hàng. Chương này trình bày một số thách thức liên quan tới cái việc đổi mới và thiết kế dịch vụ, đưa ra các chiến lược vượt qua thách thức một cách hiệu quả. Mô tả được nhiều loại đổi mới dịch vụ, bao gồm đổi mới dịch vụ cung cấp, đổi mới xung quanh vai trò của khách hàng, đổi mới thông qua các giải pháp dịch vụ, đổi mới thông qua sản phẩm kết nối với nhau. Và cuối cùng là giới thiệu về một bản vẽ thiết kế dịch vụ. Đây là một kỹ thuật đặc biệt hữu ích đối với việc đổi mới và thiết kế dịch vụ. Một bản vẽ có thể làm cho một dịch vụ từ phức tạp trở nên cụ thể thông qua các việc như mô tả các bước, tác nhân, quy trình và các bằng chứng hữu hình của dịch vụ. Bài thuyết trình của nhóm em hôm nay là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok, cảm ơn cái phần trình bày của nhóm. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta có câu hỏi. Mời bạn Tiến, Hoàng Ngọc Tiến. Bạn Tiến có câu hỏi gì cho cái phần trình bày vừa rồi không ạ? Thấy bạn Tiến chưa tay? Dạ chưa thầy. Sao thấy chưa tay? Điện thoại của em nó bị lỗi màn hình như thầy, lo nó tự ấn. Mời bạn. Mời bạn Thái Bình. Bạn không có hạn. Bạn mời bạn Phạm Thị Ngọc Bích. Ok Thái Bình, có câu hỏi gì thì nêu câu hỏi đi em. Dạ, em chào thầy và các bạn. Em là Thái Bình, em đến từ nhóm 1A và em có một cái tình huống nhỏ dành cho nhóm các bạn. Là nếu như mà các bạn là chủ của một quán cà phê và những người khách hàng này thì rất là thích cái dịch vụ cũng như thức uống và những cái tiện ích mà quán của bạn mang lại, ví dụ như là wifi hay là không gian yên tĩnh, và cũng chính vì cái tiện ích này thì khách hàng đã ngồi lại rất là lâu và gây ảnh hưởng tới những cái khách hàng đến sau, thì không biết là các bạn sẽ giải quyết cái tình huống này như thế nào ạ? Em xin hết. Ok. Rồi, bạn đã nhóm đã rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Ok, xin mời bạn Thanh Ngân. Đúng rồi, xin mời bạn Thanh Ngân. Bạn Thanh Ngân. Dạ, xin chào thầy và các bạn. À, em tên là Thanh Ngân ạ, em đến từ nhóm G và em có câu hỏi cho nhóm bạn là trong giai đoạn lập kế hoạch của quy trình đổi mới dịch vụ thì làm sao để đưa ra được những ý tưởng dịch vụ mới? Ngân ơi, bạn nhắc lại câu hỏi cho mình được không? Là trong giai đoạn lập kế hoạch của quy trình đổi mới dịch vụ thì làm sao để đưa ra được những ý tưởng dịch vụ mới? Bạn đã nghe rõ câu hỏi của mình chưa? Cảm ơn Ngân. Ok, mời bạn Bích Phương. Dạ, em chào thầy và các bạn, em tên là Bích Phương, em đến từ nhóm K. Em có một tình huống đặt cho nhóm bạn, đó là nếu bạn là chủ của một nhà hàng và có một khách hàng chê món ăn best selling của nhà hàng và nói rằng là bạn phải điều chỉnh như theo ý của họ thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ em xin hết ạ. Ok. Rồi chứ ạ. Rồi, mời bạn Nguyễn Thùy Lan Anh. Dạ, em đến từ nhóm M, em có một câu hỏi cho nhóm bạn, đó là nếu như mà mình có một doanh nghiệp nhỏ thì mình có cần thiết phải sử dụng dịch vụ Bluebrain không ạ? Nếu như mà không sử dụng thì doanh nghiệp của mình sẽ có những bất lợi như thế nào? Em sẽ đọc.
Ok. Rồi, bạn đã rõ câu hỏi chưa? Cho mình hỏi là bạn mới hỏi là bạn tên gì vậy bạn? Lan Anh á. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi, xin mời nhóm chuẩn bị và trả lời câu hỏi đi các bạn. Đổi mới thì làm sao để đưa ra được những ý tưởng dịch vụ mới? Dạ, thầy và các bạn có nghe rõ không Rồi, nghe rõ. ạ? Dạ, theo nhóm em thì để đưa ra được ý tưởng dịch vụ mới là một trong những bước đầu tiên của giai đoạn lập kế hoạch. Thì trong quá trình theo dõi phản ứng của khách hàng đối với dịch vụ hiện tại của mình, chúng ta sẽ phát hiện ra những điểm chưa hoàn thiện hay có những vấn đề gây khó khăn cho khách hàng hoặc doanh nghiệp, thậm chí là từ những yêu cầu dịch vụ mới của khách hàng, thì chúng ta sẽ có những vấn đề cần giải quyết dựa vào những yếu tố có sẵn như là nhân lực, cơ sở vật chất, công nghệ, và bám sát theo sứ mệnh của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đưa ra một ý tưởng để cải thiện hoặc phát triển dịch vụ đó. Cho mình hỏi là bạn Ngân có đồng ý với câu trả lời của nhóm mình không ạ? Mình không có ý kiến gì cả. Cảm ơn nhóm bạn đã trả lời câu hỏi của mình. Ok. Hỏi tiếp theo đấy các bạn. Mình xin trả lời câu hỏi của bạn Lan Anh. Đó là nếu một doanh nghiệp nhỏ thì có cần thiết sử dụng Blueprint không? Thì theo mình thì Blueprint là một dịch vụ giúp cho doanh nghiệp nhỏ chuẩn hóa quy trình, đem lại nhiều lợi ích và tránh được rủi ro, giúp giải quyết được cái tình huống tốt hơn. Và cái dịch vụ Blueprint cũng không quá phức tạp, và do vậy nên doanh nghiệp nhỏ có thể không phải gặp nhiều khó khăn ở trong các vấn đề và dễ nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đính chính một chút là cái này mình không có gọi là dịch vụ mà nó là một cái công cụ, một cái kỹ thuật ha. Kỹ thuật để mình tạo, kỹ thuật để mình tạo ra một cái bản thiết kế về dịch vụ. Thầy cũng có chia sẻ với các bạn một vài một cái web nó sử dụng nó cho phép các bạn có thể tạo những cái template về cái blueprint ở trên bằng phần mềm, thì các bạn có thể lên đấy bạn tham khảo thêm. Ngoài ra thì liên quan đến cái này thì các bạn có thể khám phá thêm ở trên cái mạng, và sau đó thì có thể chia sẻ trong cái diễn đàn về những cái template hoặc là về những cái soft và những phần mềm mà tạo những cái blueprint ở trên máy tính rất là tiện lợi. Thì các bạn có thể tham khảo và chia sẻ thêm. Thực ra cái blueprint này thì nó là một cách để các bạn lưu đồ thôi, lưu đồ hóa các hình ảnh hóa những cái quy trình của một cái dịch vụ, để làm sao mà mình có thể visualize, mình thấy được để mà một cái dịch vụ được thực thi thì nó cần phải những cái bước như thế nào, liên quan đến những ai, những cái minh chứng là gì, vân vân. Và cái này nó có cái lợi là khi mình làm như vậy thì mình thấy một bức tranh tổng thể, đồng thời có thể giúp cho những nhân viên sau này khi họ vào họ làm chẳng hạn, thì họ thấy, họ visualize bằng cái này, họ thấy được cái quy trình như vậy, và giúp cho training, giúp cho họ học, giúp cho họ hiểu được cái quy trình của chúng ta thì nó thuận lợi hơn. Cho nên là đấy cũng là một cái kết mà đấy là một trong những cái nội dung rất là quan trọng của cái phần liên quan đến design đến dịch vụ này. Thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng nó không những cho trong lĩnh vực về dịch vụ, cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, mà trong cái cuộc sống cá nhân của các bạn, hoặc là trong vấn đề thiết kế cho một cái vấn đề cụ thể nào đấy các bạn cần cần giải quyết, cần làm, thì hoàn toàn các bạn có thể tạo thành cái lưu đồ như vậy để giúp cho các bạn có thể đỡ quên hoặc là bỏ sót những cái
khâu trọng yếu mà có thể có trong quá trình mà mình chỉ có hình dung ở trong đầu mà mình không có vẽ nó ra, tạo ra thành một cái bản nháp. Rồi câu hỏi tiếp theo đi các bạn. À, dạ em là Hoa và sẽ trả lời câu hỏi của bạn Phương đến từ nhóm K, là nếu mà mình là một chủ nhà hàng mà có khách hàng chê cái món ăn của mình á, và món ăn đó là best seller á, thì chúng ta phải xử lý như sau. Đầu tiên thì chúng ta phải lắng nghe khách hàng và phải xin lỗi họ về những trải nghiệm mà họ đã trải qua chưa tốt. Tiếp theo thì thể hiện sự đồng cảm để có thể xoa dịu được cái sự khó chịu hay là cái tiêu cực tâm tình, cái cảm xúc tiêu cực của họ, và sau đó là nhận lỗi và trình bày một giải pháp thay thế, ví dụ như là có thể thay thế một phần mới món ăn đó theo yêu cầu của khách hàng, và lúc này thì chúng ta phải kịp thời đáp ứng thay thế để mà giảm được cái trạng thái tiêu cực từ khách hàng. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ xét lại những ý kiến của khách hàng là có phù hợp hay không. Nếu mà các khách hàng khác không có cùng quan điểm với khách hàng thì chúng ta phải xem xét lại. Và nếu mà nhiều khách hàng cũng có những cái quan điểm như khách hàng chê đó thì chúng ta phải note lại, và khi phục vụ phải chú ý và phải ghi chú lại những cái nhận xét của khách hàng để sau đó chúng ta có những cái thay đổi kịp thời. Dạ bạn Phương có ý kiến gì không ạ? Cảm ơn nhóm, mình không có ý kiến gì nữa nha. Ok, rồi câu hỏi tiếp theo đấy các bạn. Dạ em xin phép trả lời câu 1 của bạn Thái Bình ạ. Cái việc mà khách ngồi quá lâu ấy, thì em nghĩ là nhóm em sẽ dùng biện pháp đó là lúc mà khách vào order thì mình sẽ cung cấp wifi một tiếng cho khách, và sau khi ngồi hết một tiếng đó thì khách sẽ order thêm món khác, hoặc là khách sẽ nói chung là mình sẽ nói trước với khách rằng quán mình chỉ cung cấp wifi một giờ thôi ạ. Nếu mà khách muốn ngồi tiếp thì mình sẽ gọi thêm món. Đó là câu trả lời của nhóm mình ạ. Ok, một cái cách mà hiện nay cũng nhiều quán cà phê đã triển khai đúng không? Dạ. Là cấp password có thời gian hạn chế. Đúng rồi. Ok. Dạ. Đấy là cách mà Starbucks, Highland và một số các cái hình như là Coffee House cũng đã có triển khai, Phúc Long cũng có đã triển khai. Đa phần là như vậy. Đây là một cái vấn đề mà các cái doanh nghiệp rất là quan tâm đúng không? Tuy nhiên thì cái quan trọng ở đây là mình phải nói với khách hàng biết trước đúng không nào? Khi họ tới order thì và hoặc là trong cái thiết kế cái dịch vụ của mình thì phải làm sao để họ hiểu được rằng là cái ly cà phê này và với cái không gian này thì trong khoảng thời gian là như này, phải clear như bạn Ngọc trả lời. Còn nếu không thì khách đang ngồi mà tới đuổi họ đi khi mà cái điều này mình chưa công bố rõ ràng với họ thì nó cũng sẽ tạo ra những cái cảm xúc rất là tiêu cực và nó ảnh hưởng đến khách hàng đúng không nào? Ok, và điều này nó cũng chúng ta là những khách hàng thì chúng ta cũng hiểu và chia sẻ với những cái khó khăn này đối với lại các cái chủ quán cà phê, và hãy là những cái khách hàng lịch sự và hiểu cái chia sẻ với những cái thách thức mà những quán cà chủ quán cà phê phải gặp phải khi mà gặp phải những khách hàng như vậy. Còn câu hỏi nào nữa các bạn? Có câu hỏi nào chưa trả lời không? Hết rồi đúng không? Ok. Nếu hết rồi thì thầy sẽ có cái nhận xét như này. Về cơ bản thì cái chương này thì nhóm cũng đã có những cái trình bày tương đối là chi tiết. Tuy nhiên thì ở cái phần mà blueprint á, thì nếu như mà nhóm có những cái trình bày nó sâu hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ thuyết phục hơn. Thành thử ra thì trong cái phần blueprint á, những cái thuật ngữ liên quan á, thì các bạn cố gắng chuẩn chỉnh lại một chút xíu cho nó chi tiết. Sau đó các bạn sẽ chia sẻ lại cái
PPT của các bạn cho các bạn khác cùng xem. Ngoài ra thì như thầy đã nói thì thầy có chia sẻ với các bạn một số các cái một cái đường link ở trên web example của Blueprint để các bạn tham khảo thêm. Và như vậy thì các bạn lại biết là thấy một cái điều rằng là trong cái vấn đề thiết kế dịch vụ đó thì bản chất của nó là cái gì? Thì cũng giống như là các bạn đối với sản phẩm, tức là khi mình đã chọn được cái khách hàng mục tiêu thì mình phải định vị cái sản phẩm của mình vào trong tâm trí của khách hàng như nào. Thì đối với dịch vụ đó thì mình cũng phải định vị cái dịch vụ của mình vào trong tâm trí khách hàng như nào. Thì cái định vị ở đây bởi vì là cái sản phẩm nó là một cái thứ, cái dịch vụ nó là một cái thứ vô hình. Cho nên rằng là để định vị nó thì mình phải định vị bởi những cái yếu làm sao mà để cho mô hình hóa và hình ảnh hóa, tạo ra những cái hữu hình để nó có thể là tạo ra những cái cảm xúc về về dịch vụ khi mà khách hàng họ tới, họ tiếp cận với mình. Ví dụ như các bạn thấy rằng định vị cà phê Highland là cà phê dành cho giới văn phòng thì cái thiết kế của cái dịch vụ nó phải như thế nào, từ quy trình, từ các cái menu, rồi các cái địa điểm, rồi màu sắc, rồi design thiết kế không gian âm nhạc vân vân, đúng không nào? Rồi định vị của coffee house như lúc nãy bạn chia sẻ là một cái quán cà phê mà họ mang cái không gian của bằng hữu, không gian của cái yếu tố gia đình, họ bố trí những cái không gian nó rất là mang đậm cái không gian đặc trưng của nó. Thì cái thiết kế dịch vụ làm sao bạn phải truyền tải được cái thông điệp, cái dịch vụ, cái định vị của cái dịch vụ trong tâm lý khách hàng bằng những cái hình ảnh hữu hình, bằng những cái yếu tố hữu hình như vậy. Thì đấy là một cái nghệ thuật rất là quan trọng bên cạnh với quy trình mà các bạn mang đến cho khách hàng. Đấy. Cho nên là cái design, cái thiết kế dịch vụ innovation service, nếu như mà bạn nào có một tư duy tốt kết hợp với những kiến thức về đồ họa, kết hợp với những kiến thức về với các cái kiến thức về kiến trúc, về nội thất đó, thì đây là một cái nghề mà nó rất là tiềm năng ở trong tương lai. Ở Đà Lạt thì các bạn thấy là không phải vô cớ mà những cái thương hiệu của anh như là Winmill, của một cái nhóm trẻ là gồm những cái bạn như là anh Phong, rồi Phương Nghi Chinh Gu, đúng không? Đấy, thì họ có những cái design về cái dịch vụ của họ rất là tốt và tạo một cái ấn tượng rất là tích cực khi mà khách hàng đến trải nghiệm những dịch vụ cà phê, ăn uống ở những cái địa điểm này. Nó có một gì đấy như là một cái sự kết nối, mang cái cảm xúc của Đà Lạt, kết nối với cái du khách, kết nối với những cái người dùng, để từ đấy thì nó tạo ra một cái điều rất là đặc biệt trong cái tâm trí khách hàng, để mà có thể kéo lôi kéo khách hàng quay trở lại và tạo ra một cái sự lan truyền về cái dịch vụ của họ. Thì đấy là một cái điều mà nó đòi hỏi một sự sáng tạo, đòi hỏi một cái sự trải nghiệm và đòi hỏi một cái gu thẩm mỹ rất là cao của cái người làm design về service. Thì đấy là một vài điều thầy chia sẻ thêm với các bạn xung quanh cái chương này. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc hai cái chương. Và bây giờ thì các bạn sẽ có khoảng 2 phút để chúng ta refresh lại trước khi chúng ta bắt đầu cho cái phần test liên quan đến nội dung của chương 5, 6, 7, 8 với khoảng 40 câu hỏi và 60 phút để trả lời. 10 giờ 5 phút thì các bạn sẽ bắt đầu và 11 giờ 5 phút thì hệ thống sẽ tự đóng. Xin chúc các bạn sẽ làm bài tốt. Buổi học tiếp theo thì chúng ta sẽ có